ngẫm nghĩ về câu nói tự giác trả tiền của Tổng Bí thư. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như đã viết ở bài về thể chế quân chủ chủ nghĩa xã hội, ông giờ như một ông vua trong thể chế cộng sản chủ nghĩa xã hội. Vì thế mỗi lời ông nói ra có thể thay thế cả pháp luật. Ông nói rằng những kẻ tham nhũng, làm sai biết nhận, trả lại tiền thì ông xem xét tha hay xử nhẹ, chẳng ai muốn đưa ra công an, ra tòa làm gì. Với thực trạng của chế độ này hiện nay, trên cương vị một ông vua, tôi đánh giá ý của ông ở phát biểu trên là phù hợp với thực tế. Tôi không tranh luận với những bạn chỉ ra nguyên nhân tại chế độ chủ nghĩa xã hội, dẫn đến thực trạng tham nhũng tràn lan và cần giải quyết tận gốc bằng cách thay thế bằng chế độ dân chủ, đa nguyên để hạn chế được vấn đề. Tôi bình luận theo khuôn khổ hẹp, như kiểu cái nhà cũ nát hỏng, người ta không bỏ đi mà muốn sửa, thì mình bàn theo chuyện người ta sửa. Không phải ủng hộ người ta duy trì cái nhà cũ ấy. Trên tinh thần đó, tôi đánh giá việc ông Trọng nói là phù hợp với thể chế quân chủ. Vì sao? Vì tình trạng tham nhũng quá nhiều, từ ủy viên Bộ Chính trị cho đến cán bộ cấp xã phường. Nếu điều tra, rồi bắt giam, rồi xét xử bọn tham nhũng thì ông Trọng có sống thêm 100 năm nữa cũng không xử hết. Biện pháp khuyến khích quan lại tham nhũng tự giác trả tiền sẽ tha tội, không có gì vô lý đối với một triều đại do một ông vua cai trị. Nói nôm na là một hình thức khuyến mãi trong làm ăn buôn bán. Nhưng thử hỏi từ khi ông Trọng nói, đã có quan chức nào tự giác đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương báo cáo rằng tôi đã từng tham nhũng từng này tiền, nay xin nộp lại và nhận khuyết điểm chưa? Hoàn toàn chưa. Điển hình như vụ Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Cao Trí bị bắt cả năm trời không công bố tội, đến khi công bố tội gia đình nộp tiền khắc phục ngay. Hoặc như thanh tra ngân hàng nhận hàng triệu đô la Mỹ, công an vừa công bố tội, hôm sau họ nộp tiền trả lại. Rõ ràng có sự thỏa thuận, để chúng có thời gian gom tiền, rồi mới công bố tội, chúng nộp tiền như ông Trọng nói, rồi theo tinh thần của ông, chúng sẽ được giảm nhẹ tội. Như vậy ý chỉ của Hoàng thượng Nguyễn Phú Trọng ban ra muốn kêu gọi tinh thần tự giác, tự nguyện của quan lại tham nhũng thất bại hoàn toàn, không quan lại nào tự giác làm gương. Từ tự giác nhận tội rồi nộp tiền chuyển sang thành bị khép tội mới nộp tiền trả. Vì sao không có ai tự giác theo lời của Tổng Bí thư, đứng ra nhận tội và trả lại tiền? Vì tham nhũng, sai phạm nhiều quá. Bây giờ còn đang chật vật xem xét những đại án như AIC, Vạn Thịnh Phát, sai phạm từ 10 năm trước. Trong thời điểm đó còn khối kẻ khác cũng sai phạm. Cho nên nhiều kẻ chỉ cần lo lót ban kiểm tra, ban nội chính, ban phòng chống tham nhũng, công an, báo chí, tạm thời chưa nhắc đến chúng, tạm thời chưa điều tra chúng là chúng có thể yên tâm. Chúng biết vài năm nữa ông Trọng nghỉ, ông khác lên thay chẳng có cuộc đốt lò liên tục như thế nữa. Còn những kẻ đang tham nhũng bây giờ càng không lo, vì muốn sờ đến chúng không có lực lượng và thời gian, còn phải xem xét bao nhiêu vụ trước đây nữa. Cứ theo tuần tự thì đến khi ông Trọng về, chúng cũng chưa đến lượt bị sờ. Thế nên để khuyến khích tinh thần tự giác, đúng theo ý chỉ tốt đẹp của Hoàng thượng Nguyễn Phú Trọng, tôi góp ý sau. Thứ nhất, ông Trọng không nên chỉ dựa vào những vụ án mà ban nội chính, ban kiểm tra, ban phòng chống tham nhũng trình lên để ra lệnh xử lý. Ông có thể dựa vào tố giác trên mạng xã hội và chọn bất kỳ đối tượng nào, vụ việc nào mà dân tình tố cáo, đem ra xem xét xử lý. Làm thế để nhiều kẻ không biết mình sẽ bị xử lý lúc nào, đứa nào cũng lo nơm nớp mà tự giác nộp mình. Nếu như ông chỉ căn cứ vào những cơ quan chống tham nhũng, e rằng bọn tham nhũng sẽ chạy tội với các cơ quan này để không trình hồ sơ của chúng đến ông. Điều này tương tự ngày xưa vua chúa họ đi vi hành, họ không ngồi trong cung để dựa vào tấu trình của quan lại. Họ biết quan lại có lúc bao che nhau. Nên hàng năm họ đi vi hành nghe xem nhân dân phản ánh gì, nghe thấy dân kêu ca quan lại địa phương nào làm gì là xử luôn. Thời nay chỉ cần vi hành trên mạng xã hội là đủ. Thứ hai là không cần xem xét tuần tự từng vụ do các cơ quan phòng chống tham nhũng đưa lên. Đột ngột chỉ đạo xử luôn vụ sai phạm mới nhất vừa xảy ra vài hôm do dân tố cáo, để những kẻ đang phạm tội bây giờ không ỷ vào việc nhiều vụ án còn chưa xét xử, còn chưa điều tra thì bao giờ mới đến lượt chúng, mà chúng phải lo. Làm thế bọn quan lại tham nhũng trước kia và bây giờ sẽ không biết bị xử lúc nào, ai tố giác chúng. Chúng đang nghĩ lo lót các cơ quan chống tham nhũng là đủ, vì các vụ án do những cơ quan này đưa ra, ai đứng đầu cơ quan nào, chức năng ra sao chúng biết để lo lót. Giờ dân chúng trăm tay nghìn mắt, bịt đâu cho xuể. Hơn nữa dân phanh ra trên mạng xã hội là vua bất chợt thọc cổ luôn, không có đường nào mà đề phòng.
Tham nhũng mấy chục năm tưởng yên lại toi, mới tham nhũng hôm qua tưởng 10 năm nữa mới bị phanh ra, nào ngờ bị tố giác cái toi luôn. Thời gian ông viết hết cuốn sách này, đến cuốn sách khác mà bỏ ra đọc lướt mạng xã hội, thiết nghĩ hữu hiệu trong công cuộc phòng chống tham nhũng hơn rất nhiều. Hiệu quả cho đất nước hơn nhiều là những cuốn sách kia. Tiện đây xin nhắc ông luôn là bị can Nguyễn Cao Trí đang có dấu hiệu chạy tội thành công. Vụ nhận bà Lan số tiền 1.000 tỷ để nhờ Trí hối lộ những quan chức lãnh đạo cao cấp, bị biến tướng thành việc Trí nhận tiền mua bán của bà Lan và chiếm đoạt nay trả lại tiền. Chuyện Trí hối lộ thanh tra chính phủ trong dự án Sài Gòn Đại Ninh ở Lâm Đồng đã được cơ quan điều tra yểm đi. Việc thanh tra chính phủ nhận hối lộ đầu năm ra quyết định thu hồi, giữa năm ra quyết định cho tiếp tục khi đã đổi chủ là việc làm gây hình ảnh rất xấu về chính sách, quyết định của chính phủ. Nó cho thấy sự chi phối, thao túng của tư nhân trực tiếp vào những quyết sách của chính phủ, coi cơ quan nhà nước, đảng, quốc hội, chính phủ chỉ là công cụ để tư nhân cướp đoạt tài nguyên đất nước. Mong ông Tổng Bí Thư bỏ thời gian vài hôm, xử lý thí điểm vài trường hợp theo kiểu bất ngờ. Có thế mới khiến bọn tham nhũng tự giác như ông mong muốn.